Sáng nay ngày 7 tháng 1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn gồm các ông bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thượng tọa Thích Huệ Vinh đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 phường Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, các cử tri quận Ngũ Hành Sơn đánh giá cao về kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Những nỗ lực của toàn thành phố trong năm 2021 khi thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phản ánh nhiều kiến nghị về các vấn đề dân sinh bức xúc như giải tỏa, chỉnh trang đô thị, vấn nạn ma túy, tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đảm bảo môi trường đô thị. Thì trong khu dân cư chúng tôi có cái bãi cái block chung cư thuộc cái Nam Cầu Trần Thị Lý thuộc cái công ty quản lý khai thác nhà Đà Nẵng, chung cư Đà Nẵng. Tuy nhiên thì quá trình đầu tư năm 2009 đến nay thì toàn bộ các cái nền lát bê tông xung quanh bãi block chung cư này nó xuống cấp rất là nhiều rồi. Bây giờ đề nghị ủy ban thành phố có cái chủ trương để mà đổ xử lý lại, lát lại và đổ bê tông lại để cho nó đảm bảo cho nó sạch để cho bà con sinh hoạt cho nó tốt hơn. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với sở ngành địa phương sớm giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.